Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ga tàu thủy Bạch Đằng, một cách dùng từ tùy tiện, phản cảm. Ngày 28 tháng 2, blog Gió Bớt trên AFA có bài Ga tàu thủy Bạch Đằng, ai là tác giả? Tác giả cho biết, mấy ngày qua, mạng xã hội sôi sùng sục vì hình ảnh bản hiệu trái tay, gai mắt, ga tàu thủy Bạch Đằng. Người Việt xưa nay quá quen với từ bến gắn với nơi ghe tàu neo đậu đón khách, tiếp nhận bốc dở hàng hóa như bến sông, bến tàu, bến cảng ở cả hai miền Nam Bắc. Và đây là hình bài trên blog Gió Bất của AFA. Tác giả nhận xét, riêng bến Bạch Đằng ở Sài Gòn đã thành địa danh quen thuộc, cảnh quan đặc trưng. Hơn nữa, nơi đây có tượng Đức Trần Hưng Đạo uy nghi, từng bị dời lư hương gây xáo động lòng người nên càng thêm nhạy cảm bến bạch đằng của sài gòn không chỉ là cái tên vô cảm mà mang hơi thở của lịch sử tâm thức giữ nước của cha ông truyền lại biển hiệu ga tàu thủy bạch đằng xa lạ lưng lửng phá nát không gian quen thuộc cứ như cái gai đâm vô mắt vô tim như thách thức lòng dân tác giả đề cập đến cảnh báo của nhà báo tâm chánh nguyên tổng biên tập báo sài gòn tiếp thị cho rằng các anh em lãnh đạo Sài Gòn đừng giỡn, đề biển bến tàu Bạch Đằng là ga tàu Thủy Bạch Đằng, mất gốc đó đa. Tác giả cũng dẫn giấy tệt hóm hỉnh của nhà thơ Đỗ Trung Quân khi ông thay từ ga vào từ bến trong các nhạc phẩm Bến Xuân của hai nhạc sĩ Vân Cao và Phạm Duy. Hay bài Sài Gòn đẹp lắm của nhạc sĩ Y Vân. Khi đó, Bến Xuân trở thành ga Xuân và dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, trở thành dừng chân trên ga khi chiều nắng chưa phai. Và đây là hình bản hiệu ga tàu thủy Bạch Đằng. Tác giả nhắc đến tình trạng sử dụng tiếng Việt tùy tiện mà nhà báo Nguyễn Thông đã chỉ ra. Mọi thứ, nghĩa của các từ ga, bến, cảng, sân bay đều rất rõ ràng, rành mạch, chuẩn mực như vậy. Chả hiểu đứa chích mẹ nào thay đổi, gọi thành cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài, ga tàu thủy Bạch Đằng, cảng xe khách miền Đông. Từ ông chủ tịch nước, ông thủ tướng, ông bộ trưởng giao thông tới đám quan chức lao nhau phía dưới, cả báo chí nữa đều hết sức bắt nháo khi dùng những từ ga, bến, cảng, mặc dù đó là tiếng mẹ đẻ của họ. Chính họ phá tiếng Việt chứ không phải ai khác. Nếu vị nào đem những từ nói trên so với tiếng nước ngoài rồi lấy lý do này nọ để bào chữa cho cái sai, chẳng hạn nói thời hội nhập thì phải thế, thì tôi xin nói ngay, người Việt cứ phải dùng tiếng Việt cho đúng cái đã. Tác giả tìm kiếm trên Google thì phát hiện hóa ra từ ga tàu thủy không chỉ mới xuất hiện năm 2024 mà đã có mặt trên đời ít nhất từ năm 2017. Theo đó, ngày 23 tháng 11 năm 2017, báo lao động đã có bài Lung linh ga tàu thủy hiện đại ngay trung tâm Sài Gòn. Và đây là hình từ điển tiếng Việt của giáo sư Hoàng Phê. Trên trang web của công ty Sài Gòn Waterbus, không chỉ có ga tàu thủy Bạch Đằng, mà còn có ga tàu thủy Bình An, Linh Đông, Thủ Thiêm, Hiệp Bình Chánh. Tác giả Mễ Mai kết luận, với những thông tin có hệ thống suốt 7 năm qua, thì từ ga tàu thủy không thể là lỗi của thằng đánh máy, đích thị là sản phẩm của lãnh đạo ngành giao thông. Thật ra trí tuệ các ông này cao lắm, chuyện khó như thu phí đường bộ, đổi thành thu giá, để qua mặt quốc hội, các ông còn làm được thì ga tàu thủy chẳng là cái đinh gì cả. Không chỉ vậy, tác giả còn phát hiện, ở hai mục bến và ga trong các bộ từ điển tiếng Việt đã cho kết quả hải hùng. Theo đó, các từ bến và ga được giải nghĩa theo cách mà người ta có cảm giác là chúng được dịch từ sách vở nước ngoài thành tiếng Việt, chứ không phải giải nghĩa từ tiếng Việt của đời sống người Việt. Tác giả tiếp tục kết luận, hóa ra tác giả của cụm từ ga tàu thủy phản cảm, tréo miệng, chối tai người Việt không chỉ là những quan chức chân vịt bánh xe mà còn có những viện sĩ của cái viện lẫy lừng là lọ ấp mỗi năm hàng ngàn tiến sĩ hơn ai hết chính họ đã dùng hàng ngàn tỷ đồng ngân sách đầu tư nghiên cứu để tù mù hóa, rối rắm hóa sự trong sáng của tiếng Việt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ga tàu thủy Bạch Đằng, một cách dùng từ tùy tiện phản cảm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hạm đội ma giúp Nga bán dầu bất chấp lệnh trừng phạt. Ngày 27 tháng 2, AFI tiếng Việt có bài Dầu hỏa, hạm đội, hạm đội ma cánh tay đắc lực giúp Nga lách trừng phạt quốc tế. Theo đó, 10% các tàu chở dầu trên thế giới hiện nay là tàu ma. Đó là phương tiện xuất khẩu 70% dầu hỏa của Nga bằng đường biển. Hạm đội ma trên thế giới trong vỏn vẹn một năm đã được nhân lên gấp đôi, cho phép Moscow tiếp tục bán dầu hỏa với giá cao hơn giá trận. AFI cho biết, ngày 22 tháng 2, nhân kỷ niệm tròn 2 năm cuộc xâm lược Ukraine của Nga, Hoa Kỳ đã long báo ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn vận tải đường biển của Nga, Sokomflot và 14 tàu chở dầu ma mà Moscow sử dụng. Trước đó, từ tháng 12 năm 2022, Liên hiệp châu Âu, Khói Tri Bảy và Úc đã quy định mức giá trần 60 đô la một thùng dầu. Đây là giá tối đa mà các thành viên liên minh này có thể mua vào dầu hỏa của Nga. AFI dẫn một thông cáo của Liên minh Âu-Mỹ vào cuối năm 2023 cho rằng dưới tác động của các biện pháp trừng phạt, thu nhập của Nga từ các hoạt động xuất khẩu dầu quả và các sản phẩm chế dầu giảm 1 phần 3 so với hồi năm 2022. Và đây là hình bài trên AFI. Tuy nhiên, AFI dẫn báo Financial Times của Anh vào tháng 10 năm 2023 trích dẫn nhiều nguồn tin chính thức của Liên hiệp châu Âu cho biết không một lô dầu xuất khẩu bằng đường biển nào của Nga bán ra với giá dưới 60 đô la một thùng. Theo các thống kê của Moscow, ngà xuất khẩu vàng đen với cái giá trung bình hơn 80 đô la. AFI tiếp tục dẫn tạp chí chuyên về vận tải đường biển của anh Loyalist Intelligence báo động số lượng tàu thuộc diện hãm đổi ma năm ngoái đã tăng lên gấp đôi và chiếm 10% toàn bộ tàu chở dầu đang hoạt động trên trường quốc tế. AFI cũng cho biết theo trung tâm nghiên cứu về quan hệ quốc tế Atlantic Council trụ sở tại Washington hiện có khoảng 1.400 tàu ma đi khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là chở dầu của Nga hướng về châu Á, với hai mắt xích quan trọng là Trung Quốc và Ấn Độ. Và vào tháng 10 năm 2023, mỗi ngày, Nga xuất khẩu 2,3 triệu thùng dầu thô và 800.000 thùng dầu lọc bằng phương tiện này. Theo AFI, dù đen hay xám, thì những chiếc tàu đó thường là những con tàu cũ kỹ, tối thiểu đã phục vụ trong 20 năm, không thông qua các khâu kiểm tra về các chuẩn mực an toàn. Thêm vào đó, các hạm đội ma không hề có bảo hiểm về an toàn hàng hải, vì vậy chúng tiềm ẩn rủi ro về nguy cơ thủy triều đen. Và đây là hình một con tàu ma. AFI nhắc lại một số vụ tai nạn làm vỡ tàu ma có nguy cơ dẫn đến nạn thủy triều đen, như vụ vỡ tàu ma gần bãi biển Tobago của Trinidad trong vùng Caribe vào đầu tháng 2 vừa qua. Vụ tàu dầu cũ kỹ Pablo chứa hơn 700.000 thùng dầu bị nổ và bốc cháy ngoài khơi Malaysia vào năm ngoái. Về chiến thuật của Nga, AFI dẫn ghi nhận của ông Christopher wafa giám đốc công ty tư vấn Macro Advisory của Anh cho biết, các đại tập đoàn năng lượng của Nga không quản lý việc xuất khẩu dầu hỏa nữa, thay vào đó là nhiều công ty nhỏ và hoàn toàn không có tiếng tâm. Nhưng lại vận chuyển hàng triệu thùng dầu sang châu Á, sau đó nhanh chóng ngừng hoạt động thậm chí mất dạng khỏi các màn hình radar của các cơ quan có chức năng kiểm soát giao thương hàng hải quốc tế. Hơn nữa, với đội ngũ tàu ma, dầu hỏa của Nga từ khi rời các bến cảng cho đến khi được giao cho khách hàng đã 5 lần 7 lượt được chuyển từ tàu này sang một tàu khác. Đố ai tìm được dấu vết để chứng minh đấy là dầu của Nga. Theo công ty Macro Advisory, Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là những nguồn nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga nhưng một phần lớn trong số đó, trước sau gì rồi cũng sẽ quay trở lại châu Âu. Mỗi ngày có khoảng 1,5 triệu thùng dầu rời các bến cảng của Nga mà trên giấy tờ là để hướng tới Trung Quốc hay Ấn Độ, nhưng thực ra chúng được hòa loãng trên thị trường dầu hỏa thế giới và để bán cho liên hiệp châu Âu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Hạm đội ma giúp Nga bán dầu bất chấp lệnh trừng phạt xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.